Bình Định là vùng đất trung tâm của miền Trung Việt Nam, với gần 5 thế kỷ giữ vai trò là trung tâm của nhà nước Champa. Đây cũng là nơi hình thành nên triều đại Tây Sơn gắn liền với tên của Hoàng đế Quang Trung. Và chính vùng đất Bình Định này cũng chứa đựng biết bao câu chuyện về vua Gia Long Nguyễn Ánh. Ai về Bình Định mà xem, con gái Bình Định đánh roi đi quyền. Trong quá trình tồn tại của lịch sử, do chịu áp lực của các quy luật, quá trình diền cách hành chính, hệ thống tên gọi địa danh của Bình Định cũng có những biến đổi nhất định và chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của hệ thống ngôn ngữ và văn hóa của các tộc anh em từng cộng cư trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa này. Vì thế mà tên gọi địa danh ở Bình Định khá phức tạp, phong phú và đa dạng. Trong video này, mời bạn cùng Hoàng Dũng đi tìm hiểu một số tên gọi địa danh trên địa bàn của tỉnh Bình Định. Đầu tiên, chúng ta cũng đi tìm hiểu về nguồn gốc tên gọi địa danh tỉnh Bình Định và cái tên Bình Định có ý nghĩa như thế nào. Theo các tài liệu sử cổ, tên Bình Định xuất hiện kể từ khi vua Gia Long chiếm lại vùng đất này từ nhà Tây Sơn. Theo Đại Nam Thực Lục Đề Nhất Kỷ quyển 10, Thực Lục về Thế Tổ Cao Hoàng Đế đã ghi chép vào thời điểm thành Quy Nhơn được đổi thành thành Bình Định được ghi lược như sau. Kỷ Mùi năm 1799, tức năm thứ tư đời Thanh Gia Khánh, vào tháng 5, quân Nguyễn Ánh đã tập kết tiến sát đến thành Quy Nhơn. Tháng 6, Nguyễn Văn Thành đem quân qua sông Đảo Lô, tức sông Lò Gốm, đánh phá Bảo Ưu Đàm của Tây Sơn. Quân ta, tức quân Nguyễn Ánh, đã lấy lại được thành Quy Nhơn. Thái phủ của Tây Sơn là Lê Văn Ứng đã thua, trong thành quân ít lương cản. Đại tổng quan Lê Văn Thanh, binh bộ thường thư Nguyễn Đại Phác cùng thiếu úy Trương Tiến Thúy của nhà Tây Sơn dâng biểu xin hàng. Vua sai lại bộ tham tri Nguyễn Bảo Tiến và tham mưu Trần Quang Thái đưa chỉ dụ rằng: bọn ngươi đã biết quy thuận, ta cũng lấy lòng thành mà tiếp đãi. Ngày trước là cựu địch, ngày nay là vua tôi, đều không nên ngờ sợ gì. Bèn cho xa giá vào thành. Bọn thành cùng tướng tốt 1.300.000 người đều từ chói cổ lạy phục. Vua sai tuyên chỉ an ủi, ban cho 5.000 quan tiền để chia nhau, đổi tên thành thành Bình Định. Như vậy, tên gọi Bình Định chính thức xuất hiện từ lúc này. Nhưng vì sao Nguyễn Ánh đặt tên vùng đất này là Bình Định? Các bạn thân mến, vào thời nhà Tây Sơn, khu vực này là kinh đô của Thái Đức Trung Ương Hoàng đế, nên có tên gọi là Thành Hoàng đế. Đến tháng 6 năm 1799, sau khi hạ được thành Quy Nhơn, Nguyễn Ánh bèn cho đổi tên thành Bình Định, có lẽ dùng ý của ông muốn thể hiện tư thế ngạo nghễ của người chiến thắng. Ngoài ra, Bình Định khi xưa còn là đất Thang Mộc của nhà Tây Sơn, hay còn gọi là Thang Mộc ấp. Thang Mộc ấp là một điển cố xuất phát từ trong cổ văn. Ban đầu nó có nghĩa là nơi vua dùng để tắm gội thanh khiết trước khi cúng tế thiên địa, và về sau dùng để chỉ cho vùng đất phát tích ra một triều đại hay phát tích ra một vị vua nào đó. Với ý nghĩa sâu xa ấy, sau khi đã chấn áp được vùng đất này, Nguyễn Ánh đã cho là mình đã vào tận đất phát tích ra nhà Tây Sơn. Vì thế, tên gọi Bình Định có thể được ra đời với ý nghĩa đã dẹp yên vùng đất của loạn đảng. Như vậy, tên gọi Bình Định chính thức được sử dụng từ tháng 6 năm 1799. Năm 1808, dinh Bình Định chuyển thành trấn Bình Định, và năm 1816 đặt tri phủ Quy Nhơn trông coi ba huyện Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Đến thời Vua Minh Mạng được nâng cấp và đổi thành tỉnh Bình Định vào năm 1832 và đặt chức Tổng đốc Bình Phú kiêm cai quản hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Từ đó, về sau hành chính của Bình Định tiếp tục có nhiều thay đổi cho đến ngày nay. Các bạn đang xem chương trình tìm hiểu địa danh cùng Hoàng Dũng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ hai hàng tuần. Mời các bạn đón xem.